VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nhỏ gọn, hiện đại, thông minh, đầu karaoke Asnot KM6 sẽ còn khiến bạn bất ngờ hơn nữa với những tính năng siêu vượt trội. Xin chào các khách hàng yêu quý của VDA Shop. Và với nhu cầu giải trí cao như hiện tại, không chỉ cho chúng ta mà cho cả gia đình của chúng ta nữa, thì hẳn là các bạn không còn lạ lẫm gì với việc mang về cho mình một chiếc đầu karaoke, phải không nào? Và ngày hôm nay, Mỹ Linh sẽ mang tới cho các bạn một chiếc đầu karaoke mini vô cùng nhỏ gọn và xinh xắn tới từ thương hiệu Agnos, mang mã số KM6. Và ngay bây giờ, Mỹ Linh sẽ bật mí cho các bạn 10 lý do vì sao chúng ta nên mang ngay một chiếc đầu karaoke Agnos này về nhà nhé. Thiết kế độc đáo, nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian giải trí sang trọng. Có kho nhạc trực tuyến khổng lồ, tìm, ghi nhớ vào giỏ hàng và hát ngay mọi ca khúc online có trên YouTube. Trụ nén H265 giúp sở hữu kho bài hát lớn với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao nhất. Chức năng đa màn hình, phát video karaoke ra thiết bị di động, ngay cả bài KTV video clip. Dùng công nghệ nhận diện giọng nói qua remote control, tìm bài hát nhanh chóng. Nếu mất điện đột ngột, khi khởi động lại vẫn lưu lại danh sách bài đã chọn. Điều khiển bằng trục không dây, remote control hoặc app karaoke Connect. Tùy chọn kết nối HDD tối đa lên đến 6TB, tích hợp sẵn ổ cứng 2TB trong máy. Phụ kiện tương tác karaoke độc đáo, lắc xuất sắc, tặng hoa. Và để hiểu rõ hơn về sản phẩm thì sau đây là những thông số kỹ thuật mà bạn không thể nào bỏ qua được đâu nhé. Không chỉ nhận mức giá ưu đãi chỉ có 5.890.000 đồng, khi mua hàng tại VDA Shop, bạn còn nhận được gói quà vô cùng hấp dẫn với 3 sản phẩm. Thứ nhất, đó là dịch vụ căn chỉnh âm thanh tại nhà với mức giá là 500.000 đồng. Và thứ hai nữa là một cuốn sách dạy căn chỉnh âm ly tại nhà với mức giá là 300.000 đồng. Và cuối cùng là một giày AV xịn với mức giá là 300.000 đồng nữa cơ ạ. Và hơn thế nữa, đó là với một hệ thống showroom rộng khắp thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn với dịch vụ hoàn toàn là miễn phí.